Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Từ Thái Nguyên nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là một số tin tức đáng chú ý. Hãng Apple vừa ra mắt chiếc tai nghe cao cấp có tên gọi là Apple Max. Đây là loại tai nghe không dây cho âm thanh chất lượng cao với nhiều tính năng hấp dẫn như khử tiếng ồn chủ động, thời gian sử dụng liên tục lên tới 20 giờ. Đặc biệt, AirPods Max còn đi kèm với hộp đựng thông minh giúp đặt tai nghe ở trạng thái nguồn điện cực thấp, qua đó bảo toàn pin khi không sử dụng. AirPods Max có 5 màu gồm xám, bạc, xanh da trời, xanh lá cây và hồng. Sản phẩm có giá 549 đô la Mỹ, khoảng 12,7 triệu đồng. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA và tập đoàn SpaceX vừa qua đã triển khai sứ mệnh đầu tiên của tàu vũ trụ Dragon, phiên bản được nâng cấp khoang chở hàng. Đây sẽ là lần đầu tiên SpaceX có hai khoang hoạt động cùng lúc trên vũ trụ. Vụ phóng được thực hiện bằng tên lửa SpaceX Falcon 9 vào lúc 11 giờ 17 phút sáng ngày 6 tháng 12, tức 23 giờ 17 phút theo giờ Hà Nội, từ bãi phóng thuộc Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở bang Florida, Mỹ. Đây là chuyến bay đầu tiên của tàu Dragon, phiên bản được nâng cấp khoang chở hàng, vốn có khả năng mang được lượng hàng hóa nhiều hơn khoảng 20% so với phiên bản cũ. Hai nhà khoa học Champeter người Đức và Jennifer Anna Donas người Mỹ vừa được nhận giải thưởng Nobel Hóa học 2020. Các giải Nobel 2020 gồm 6 lĩnh vực: hóa học, vật lý, y học, văn học và hòa bình đã được công bố vào tháng 10 vừa qua. Các buổi lễ trao giải Nobel truyền thống thường được tổ chức tại Thụy Điển và Na Uy vào ngày 10 tháng 12 hàng năm. Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19, những người đoạt giải Nobel năm nay sẽ chỉ nhận chứng chỉ và huy chương. Bộ Văn hóa Peru cho biết, các nhà khảo cổ học nước này vừa phát hiện ra một hình con mèo khổng lồ có chiều dài lên đến 37 mét, được chạm khắc trên một mặt đồi thuộc quần thể cổ xưa trên cao nguyên Nazca. Hình khắc này được cho là có tuổi đời lên đến 2.000 năm. Các hình vẽ Nazca được tạo ra bằng cách loại bỏ các lớp đá và sỏi trên cùng để lộ ra một lớp nền có màu sáng hơn bên dưới. Mặc dù các nhà khảo cổ đã phát hiện ra những bức tranh khắc họa quy mô lớn về động vật, thực vật và các vật dụng hàng ngày, họ tìm thấy rất ít hình người trong khu vực. Theo UNESCO, các hình vẽ được tạo ra trong khoảng 500 năm trước công nguyên đến 500 năm sau công nguyên. Thưa quý vị và các bạn, tại Nhật Bản, một thợ lặn đã hóa trang thành ông già Noel ở dưới nước tại công viên Hải Dương Tokyo, đang góp phần làm không khí đón năm mới thêm thú vị. Ông già Noel thực hiện những pha nhào lộn sinh động dưới nước cùng những con cá thuộc đủ loại như cá chuối, cá đuối, cá nhám. Đây là lần thứ 20 công viên Hải Dương này tổ chức màn trình diễn độc đáo của ông già Noel vào dịp Giáng sinh và năm mới để góp vui cho hàng trăm khách tham quan. Một màn trình diễn đẹp mắt, được ngắm nhìn những con cá tôi cảm thấy thư giãn. Tôi biết thật khó có thể tổ chức được những hoạt động như thế này do dịch Covid-19. Và tôi cũng rất biết ơn vì họ đã tổ chức, tôi đã cảm nhận được không khí Giáng sinh rồi. Năm nay, công viên này hạn chế lượt khách vào tham quan một lúc cùng hàng loạt biện pháp hạn chế do số ca nhiễm Covid-19 ở Tokyo đang tăng cao. Còn tại Brazil, đại dịch Covid-19 đã gây ra nhiều thay đổi, nhưng sẽ không ngăn được trẻ em ở nước này gặp và nói những lời nguyện ước với ông già Noel về một mùa Giáng sinh đang đến gần. Tuy nhiên, chỉ có một điều khác là cuộc gặp này sẽ diễn ra qua màn hình. Một trong những thông lệ thường niên của trẻ em trên toàn thế giới mỗi mùa Giáng sinh là được gặp và nhận quà của ông già Noel. Thế nhưng năm nay lại hoàn toàn khác. Trung tâm mua sắm No Stopping ở Rio de Janeiro, nơi được coi là ngôi nhà của ông già Noel, đã giúp các em nhỏ được nói chuyện với ông già Noel mà vẫn đảm bảo giãn cách phòng chống dịch Covid-19 bằng cách cho trẻ em gặp ông già Noel qua màn hình. Tôi thấy mọi đứa trẻ đều đã quen dần và thích nghi được với sự thay đổi này. Và điều này là hoàn toàn bình thường trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang căng thẳng như thế này. Ngoài việc gặp gỡ ông già Noel qua màn ảnh, khu vực trưng bày này cũng được vệ sinh, khử khuẩn giữa mỗi lần có khách đến thăm. Và trẻ em bắt buộc phải rửa tay sạch sẽ bằng thuốc khử trùng trước khi nói với ông già Noel về những nguyện vọng của chúng trong mùa Giáng sinh. Việc ông già Noel gặp gỡ trẻ em qua màn hình rất tốt, giúp tránh nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Thành phố Rio de Janeiro đã dần dỡ bỏ các hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Từ tháng trước, nơi đây đã bắt đầu cho phép các cuộc tụ tập ngoại trời, bao gồm cả các sự kiện samba. Brazil đã ghi nhận gần 6 triệu trường hợp mắc COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu, trong khi số người tử vong chính thức đã tăng lên hơn 100.000 người. Lễ thắp sáng cây thông Giáng sinh truyền thống vừa được diễn ra tại quảng trường Bangor ở thành phố Bethlehem. Do các hạn chế liên quan đến dịch COVID-19, số lượng người tham dự buổi lễ đã bị giảm đi đáng kể. Với một ngôi sao đỏ rực trên đỉnh, cây thông khổng lồ lấp lánh với hàng trăm bóng đèn màu trắng, vàng trong khi pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm.
Vào thời điểm này năm ngoái, bầu không khí lễ hội tràn ngập khắp mọi nơi của Bethlehem. Song giờ đây lại đang chuẩn bị cho một mùa Giáng sinh ảm đạm. Bethlehem thật buồn trong mùa lễ năm nay. Chúng tôi hy vọng rằng năm nay sẽ tốt hơn những năm trước, nhưng thật không may, đại dịch đã xảy đến. Trên khắp Bethlehem, các quán trọ đều đóng cửa, các nhà hàng cũng trở nên vắng vẻ do không có khách du lịch. Hiện tại, khu bờ Tây đang bị phong tỏa một phần nhằm nỗ lực hạn chế đám đông trong mùa lễ hội. Nhà thờ Nativity hay còn gọi là nhà thờ Chúa Giáng sinh, tương truyền là nơi Chúa Giê-xu ra đời, và cây thông Noel tại quảng trường Báng Cỏ là điểm thu hút nổi tiếng nhất của Bethlehem. Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA vừa công bố phát hiện tìm thấy nước trên mặt trăng. Đây được coi là tin tốt cho các phi hành gia tại các căn cứ trên mặt trăng trong tương lai. Theo công bố của NASA, nước được phát hiện gần miệng núi lửa Clavius, một trong những miệng núi lửa lớn nhất của mặt trăng. Phát hiện này được đánh giá là rất quan trọng bởi nước trên bề mặt mặt trăng có cả ở khu vực được ánh sáng mặt trời chiếu vào, chứ không chỉ tồn tại dưới dạng băng đá trong phần túi của mặt trăng. Chúng tôi đã có những dấu hiệu cho thấy H2O, hay thường gọi là nước, có thể hiện diện ở phía có ánh sáng mặt trời của mặt trăng. Phát hiện này thách thức sự hiểu biết của chúng ta về bề mặt mặt trăng, đồng thời đặt ra những câu hỏi hấp dẫn về các nguồn lực liên quan tới việc khám phá không gian sâu. Trước đó, nước được cho là chỉ có ở các khu vực bị che khuất, không nhận ánh sáng mặt trời của mặt trăng, do đó trở nên nguy hiểm do các phi hành gia khi tiếp cận. Phát hiện mới nhất về nước trên mặt trăng của NASA được thực hiện từ Đài Thiên văn Hồng ngoại tầng Bình Lưu, đài quan sát không gian lớn nhất thế giới hiện nay. Ở thủ đô Amman của Jordan nhiều năm trước, những tấm biển hiệu vẽ tay là biểu tượng của thành phố. Giờ đây, cuộc sống hiện đại đã tạo ra những tấm biển mới sáng tạo hơn, nhưng với nhiều người, những tấm biển đó lại có giá trị không thể phai mờ. Nhà thư pháp người Jordan Hassan Abu Nehmeh đi bộ qua những con phố ở Amman thường có cảm giác buồn và hoài niệm. Bởi với người nghệ sĩ đã từng ngưỡng mộ những bảng hiệu vẽ tay cũ kỹ trang trí cho các cửa hàng, thì những tấm biển hiện đại lại không thể thay thế được. Do vậy, ông thu thập và bảo tồn hàng chục tấm biển hiệu cũ mang tính biểu tượng từ khắp thủ đô. Tôi rất vui khi những đồ vật này được trưng bày tại bảo tàng. Nó mang lại nhiều niềm vui và đánh dấu sự phát triển của một giai đoạn. Trong bảo tàng sưu tập biển cũ có một tấm biển từ năm 1949, đánh dấu một trung tâm lưu trữ thuộc về vua Jordan thời điểm đó. Bảo tàng cũng bao gồm các bảng hiệu vẽ tay từ các hiệu thuốc, mỹ phẩm và quán cà phê cũ. Ban đầu chỉ là một sở thích, nhưng lo ngại về việc mất mát những tấm biển hiệu này nên chúng tôi quyết định mở rộng bộ sưu tập biển hiệu cũ và trưng bày tại một viện bảo tàng. Bảo tàng mở cửa miễn phí vì mục đích đơn giản là để bảo tồn lịch sử của thành phố cổ Amman. Nhà hát biểu tượng của thủ đô London Anh, Royal Albert Hall sẽ tròn 150 tuổi vào năm sau. Và để chuẩn bị cho sự kiện này, ban quản lý nhà hát đang lên kế hoạch tổ chức vào năm tới với nhiều thách thức đặt ra do dịch COVID-19. Lễ kỷ niệm 150 năm thành lập nhà hát sẽ được tiến hành vào ngày 29 tháng 3 năm 2021 với một buổi hòa nhạc mừng sinh nhật mang tên A Cry of Soul, tạm dịch là vòng tròn âm thanh. Buổi hòa nhạc sẽ do nhà soạn nhạc nổi tiếng David Arnold, người từng phụ trách phần âm nhạc cho 5 phần phim James Bond. Chương trình này sẽ được kéo dài đến năm 2022, bao gồm các buổi biểu diễn theo từng chủ đề với sự góp mặt của các huyền thoại âm nhạc như Eric Clapton và Pete Smith. Sự kiện này không chỉ cho nước Anh mà cho cả thế giới. Các nghệ sĩ đã chờ đợi sự kiện này trong nhiều năm qua. Đây là dịp để chúng tôi cùng nhìn về tương lai và là một điều thực sự tuyệt vời đối với chúng tôi. Royal Albert Hall là nhà hát lớn nhất và cũng là một trong những biểu tượng văn hóa kiến trúc độc đáo của Vương quốc Anh. Nhà hát được nữ hoàng Anh Victoria mở cửa hoạt động để tưởng nhớ chồng là hoàng tử Albert. Mỗi năm, nhà hát tổ chức hơn 350 buổi hòa nhạc cổ điển, rock, pop, ballet, triển lãm và hội nghị khoa học. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Từ Thái Nguyên nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.